Xin chào tất cả các anh chị và các bạn đã quay trở lại với lại buổi tập guitar cùng với Vinh Khánh ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ tập tiếp phần 2 của bài Rồng Ăn. Tại vì sao mà Khánh để một thời gian dài mới ra phần 2? Bởi vì là cái phần 2 này nó chuyển qua đoạn trưởng, có nghĩa là những hợp âm trưởng của mi trưởng. Ngày xưa là chúng ta đánh mi thứ. Đó, thì cái phần 1 Khánh không muốn nói lại, thì chúng ta chỉ ráp phần 2 vào chúng ta đánh. Thì cái phần 2 á là cũng giống như phần 1 thôi, và chúng ta chỉ cần là ráp chia nhỏ từng đoạn ra mà ráp vào là được. Thì khi mà chúng ta đánh hoàn chỉnh một bài thì nó sẽ cảm giác rất là tuyệt vời, và cũng như là cảm giác tự tin hơn, bởi vì vậy là chúng ta lực của tay chúng ta cũng sẽ lên hơn và chúng ta sẽ cảm thấy thư giãn hơn đối với bài rồ măng này. Thì cái thế tay nó rất là khó, vì vậy mà các anh chị phải chú ý để Khánh đánh qua sơ cho các anh chị xem nha. C nè, như vậy. Thì bây giờ Khánh sẽ nói về từng cái mà các anh chị nào mà tập thì chúng ta ráp từ từ nha. Cũng không có khó, nhưng mà tại vì cái thế tay nó làm cho chúng ta mỏi thôi. Đây là đầu tiên là chúng ta có cái thế đầu tiên là thế của mi trưởng. Đây. Này. Ngăn son ngăn 4 nè, dây 1 ngăn 4, dây này vô dây 3 ngăn số 1. Đó vậy. 1 2 3 dài ngang số 2. Đó. Rồi chập hết ngang 1. Ngang 2 nè. Đây là thế của C C7. C7 này thì lúc này nếu mà ai mà móc 1 2 3 thì không có móc 1 2 3 nữa, mà móc lên dây 2 3 4. Tại vì qua thế này nó lên dây 2 3 4. Đó. Một lần nè, về đây 1 2 3 qua đây. Vô dây số 2 ngang số này, vô đây số 2 nè. Thì số 2 còn thấy ngón này vẫn giữ bình thường, làm lại nè. Không đánh cho số 1, mình đánh bên đây bên phải, mình móc này dây 2 3 4 nha. Dịch đây nhanh lên đó. Ngang số 7 chặt lại. Cũng là thấy si luôn. Đây. Si trưởng này. Dây số 3. Dây số 3 ngang số 8 này. Chặt hết ngang 7, dây số 3 ngang 8. Ngón này áp út này vào dây số... vào dây số 1 này khá là mỏi. Một hai ba bốn này, ngang số 9 ngang số 11, con này vô ngang số 10. Buông ra hết, chập vô đây 3 dây 1 2 3. Ra ngăn này vô dây số 7 lại để thế của mi trưởng á, không thấy không, thấy không, các anh chị thấy rõ mà. Làm lại khúc này nè, từ đây nè, từ đây mình chạy lên đây dịnh vô liền. Một cái hết 3 giây 1 2 bát thì là bát bát thứ 6 nha. Ngang số 11 12. Đó, đi được kìa. Làm lại. 1 12 3 4. Đó. 2 3 4 11 10. Quay về ngang 5. Ngang 5 thế này là thế của gì đây ạ? À? Là trưởng nha.
3 giây nè, 4 giây nè, vô dây số 3 nè. Vậy là vô dây số ngăn số 10, dây số 1 nè. Ngón này không xài. Lại nè. 2 3 4 bass 5. Ngăn 7. Dài dịch dài giống như vị trí bầu của vị trưởng. Tưng tưng tưng. Giờ đây. Ngăn 2 không? Hai con này vô 1 2 của ngăn số 4. Đó. Tưng tưng tưng. Mi. Vị trưởng. Chắc chắn là các anh chị sẽ rất là mỏi tay về cái bài hát này. Về cái bài này thì Khánh không có nói nhiều về cái phần mà số gì cả, mà chúng ta chỉ nhìn thấy, thì bây giờ là chúng ta nâng cấp lên rồi, chúng ta nhìn thấy tay và chúng ta đánh, là chúng ta cảm nhận sao chúng ta nghe giống nhau là nó sẽ ok. Và Khánh rất là mong muốn là tất cả mọi người sẽ nghe cái bài này nhiều lần, để mà nghe cái bài gốc nhiều lần hoặc là nghe người ta đánh nhiều lần thì chúng ta sẽ có được cái phần cảm và chúng ta phải đánh giống như họ. Khánh nhắc lại về dây bass nha. Đầu tiên nè, đây Khánh nhắc lại từ đầu luôn. Nhà 1 nè, bass nè, bass 6 nè. 1 2 3 bass tiếp. Bass dây 5, C nè, bass dây 5. Dịch lên 2 3 4 nè. Dịch lên. 2 3 4. 2 đến đây dây 6. 2 3 dây 6 luôn. Luôn. Dây 5. Nào lại. Dịch về dây 6. Những cái dây bass Khánh đã nói về từng cái phân đoạn đó thì Khánh biết là cái nó khó, nhưng mà Khánh vẫn muốn nói cho hoàn thiện cái phần mà bài drumming, bởi vì nếu mà chúng ta làm một cái đoạn thôi thì nó khá là các anh chị sẽ học được có một đoạn, nó không có trọn vẹn. Vì vậy mà nếu như các anh chị nào cảm thấy là tập mà mỏi thì chúng ta cứ tập đi, là chúng ta sẽ lên lực thôi, đâu có gì đâu. Ngày hôm nay chúng ta tập chưa được, chúng ta ráp từng đoạn nhỏ lại, chúng ta ghi chú, chúng ta nhớ lại cái đoạn này đi như nào. Chúng ta phải có cái vở để ghi chú lại, ghi chép lại những cái gì mà chúng ta học. Vì vậy nó sẽ có hiệu quả hơn, và cũng như là chúng ta sẽ thư giãn hơn, và chúng ta sẽ tự tin hơn nếu chúng ta hoàn thành được cái bài của mình một cách trọn vẹn. Thì hy vọng là các anh chị nhìn trên đây, các anh chị sẽ nhìn thấy tay nó dần dần nó sẽ quen. Với lại ban đầu chúng ta chưa quen, ban đầu chúng ta đánh chậm là chuyện rất bình thường, và chúng ta cứ học, cứ việc thoải mái và tập. Hôm nay không được chúng ta học tiếp ngày mai. Đó, mọi thứ nó sẽ đều phải cái cảm giác khiến chúng ta phải thoải mái, chúng ta tập nhạc mới tốt được. Và hôm nay Khánh sẽ chỉ cái phần là bài đồ măng rồi. Hy vọng tất cả anh chị và các bạn đều sẽ cố gắng tập được. Và nó hơi khó chút xíu nha. Nên là chúc tất cả mọi người có nhiều sức khỏe, cũng như là sẽ ngày càng chơi và hoàn thiện hơn cái khả năng chơi đàn của chúng ta. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn.